làm gì phải kỳ kèo đầu xuân năm sau triệu hai cho đi. Cái này chỉ được mua được. Đấy cái đi ơi, anh em mà triệu không là gì à? Em nhìn thấy anh chưa cho lưu chú là. Được chưa? Đấy, anh nhỉ, chơi được. Đấy, màu lắm rồi đấy. Đấy, bắt chưa? Nào, ok, rất tuyệt vời. Đấy, anh em cổ vũ đi. Anh em cổ vũ đi. Đấy, đã lên được. Cổ vũ đi. Đấy, đâu phải thế. Hôm nay trời mưa nhưng mà anh em rất là nhiệt tình và chu đáo. Đấy, 97 cây số đến đây. Đầu không cần khăn. Anh em gần nhất là 80 cây, không ai dưới 50 cây. À quên, nhầm. Đầu không cần lĩnh hội đồng quản trị. Đấy. Một dàn mini. Con này nó cũng độc lạ đấy. Con này độc lạ đấy. Con này độc lạ đấy. Cái này là của chú Tuấn nhỉ? Dạ. Cái này em phát giá em bao tiền? Để anh em xem nào. Chơi à? Để chơi à? Để chơi chứ không bán. Bán à? Muốn mua mà không mua được anh ạ. À? Khổ thế rồi. Cây cảnh giờ muốn mua có tiền không mua được. Các bạn nhá. Một cây đề mini bê tay. Hàng sách tay. Hàng sách tay rất đẹp. Thế và đây là cây si. Si này của ai anh nhỉ? Mà trông đẹp thế nhỉ? Ôi chú quay cả cây si của anh cả. À, anh tốt à? Ừ. Anh đứng vào đây lấy ảnh đại diện cái xem nào. Đây. Đấy. Cái này để chơi có giao lưu không anh nhá? Cái này anh chưa. Ừ, anh còn làm. Anh cho ý kiến về cái này cái nào? Cái này thì thực ra thì nếu mà con muốn giao lưu thì có thể nâng giá lên một tí. Chưa bán à? Người ta bảo không mua được bằng tiền. Trường hợp ông nào thích mà ông giá đắt có bán không? Cũng chưa bán. Khó lắm nhỉ. Cái này để chơi. Đam mê đấy các bạn ạ. Giả nhiều tiền cũng không bán. Đang ra hoa này. Thế còn đây là ấy à? Có nghĩa là bao nhiêu anh hội có dưới 100 cái gì? Đẹp đấy, con phôi đẹp. Đẹp đấy. Về bác thốt 3 năm thì là thành cây ngay. Muốn người làm phù pháp này. Ông hồi cây này chinh phục cái phôi là khoảng 5 năm rồi. Mỗi người một ý tưởng về. Năm năm. Anh em đang nhòm ngó cây này của anh Hội. Mà anh Hội khôn lắm, chạy điêu à. Không xuất đầu lộ diện. Ông ấy đưa giá phát là không cũng chạy. À? Thế ý anh như nào? Cứ mạnh dạn đi, thích ý anh giả anh đi. Đang muốn chỉ tìm được gặp được ông chủ để bắt tay được ông ấy thôi. Đấy. Nhưng ông ấy chạy mất đâu rồi. Chạy rồi. Giờ chỉ chờ ông ấy ra đây cái là bắt tay thôi. Đâu giao dịch đâu? Anh Trung anh vừa mua cây của thế anh. Thế sao không gọi sách bonsai ra chưa chi đã chẳng lên thế này nhỉ? Vừa bắt tay rồi, bây giờ là bắt lại đi ra nào. Đất yên thế rồi. Rồi bắt tay lại cái ra nào. Mua tiếp cây của Trung lên đây, Trung trả về tận nhà cho. Đâu anh Trung đâu bắt tay cái này. Bắt tay lại đây rồi, để bắt tay lại. Nên là sao cứ phải xấu hổ thế làm gì? Thế có phải sướng không? Mà công khai cứ phải im ỉm này chết rồi. Đẹp. Trắng anh tốt tình đấy nhỉ? Anh tốt tình lắm, tình vua si đất yên thế. Trông này mắt đẹp đúng rồi. Mắt thốt không bắn thì bắn thôi. Đầm đường cái này. Rồi, chú ơi. Rồi, xong rồi. Không, bắt tay. Qua thốt, qua tay anh giữ luôn. Giờ chú trở về cho anh luôn mà. Được, bao nhiêu? Đấy. Cái này triệu mốt. Bắt tay luôn. Bắt tới. Bao nhiêu? Chuyển quả rồi. Chuyển mốt ra. Nói thật thì giá làm sao cứ phải. Thế chú phải chở em nhỉ? Giấu làm cái gì khổ. Đấy. Một xe à? Ui. Trộm bò. Làm cái nào lỗ đấy không? Lỗ đấy, lỗ đấy. Thế bao nhiêu vậy? Không bán đâu mà. Không bán à? Bán thôi. Vinh nhỉ? Bán thôi. Bán thôi. Rất đông vui, rất vui các bạn ạ. Thế. Đây, vẫn rẻ. Anh em này giao lưu. Cài chẳng giao nhiều. Thế nhỉ? 150. Bán luôn 150. 200. 200 em mua. 200 không phải của anh đâu, của Tuấn mà. Đây. Hả? Tuấn mà. Đây. Đó. Cái này bây giờ tôi đại diện nhá. Cây của chú Tuấn. Tôi cho 500 cho ông Tuấn bán cho tôi ngay. Đây. Cây bây giờ đang là 1 triệu. Chú. Triệu không ăn được. Đấy, nói như thế. Triệu là không ăn. Muốn bán bao nhiêu bán. Thế cây kia bao nhiêu bắt tay cái kìa. Nó là cây túc mà. Chú Tuấn cứ bảo giá không gỡ đi. Không có giá trị. 1 triệu bắt tay. Giá đi. Không giá trị nhưng mà giờ giá đất họ bán không. 1 triệu bắt tay cây kia đi. Ok. Bắt tay đi. Cái này chỉ mua về tặng em đầu xuân nào thôi. Tuấn. Bắt tay 1 triệu cái kia. Đầu lưu đi. Cái 1.2 triệu đi. Anh em mình bắt tay bắt. Cái nào 1.2 triệu? Bắt tay rồi. Ok.
bắt tay rất vui. Bắt tay đây, chú đứng đây. Chú Tuấn bắt tay nhá. Ôi trời, bắt tay. Chú Tuấn khuấy động phong trào có khí thế. Hôm nay bắt tay anh trưởng bản luôn chú. Okay. Rồi bắt tay rồi. Đây đây bắt tay triệu được. Rồi bắt tay đi. Rồi. Ừ biết là chú Tuấn như này. Rồi ok. Hai anh em bê tay, bê cây lên, bê cây lên, bê cây lên này. Làm gì phải kỳ kèo đầu xuân năm sáu triệu hai cho đi. Cái này chỉ được mua được. Tẩy cày đéo ơi, anh em mình triệu không là gì à? Em nhìn thấy anh chưa giao lưu chú là. Được chưa? Đây anh nhỉ, chơi được. Ừ, màu lắm rồi đấy. Đấy. Bắt chưa? Bắt tay rồi, bắt rồi. Nào. Ok, rất được rồi. Đó rồi. Anh em cổ vũ đi. Anh em cổ vũ đi. Đây lên được. Đây lên được. Cổ vũ đi. Đấy, đâu phải thế. Em được một cây. Cho anh xin số tài khoản. Một cây này bao tiền à? Còn kia này 18 triệu, cái đấy không có bán triệu đâu. Không có tiền triệu, một vài triệu. Không được bán tiền triệu đúng không? Chú Tuấn anh xin số tài khoản. 180 triệu anh em nha. 18 triệu. À 18 triệu à? Thì nói là phải đúng thôi. 180 triệu. Đấy, đồng mùi thế đấy. Riêng cây này ấy, dưới 15 triệu không bán đâu. Kể cả bạn dám.